3. Yay. Bye guys. Sau đây là Whisper Challenge. Mọi người sẽ đeo tai nghe và người còn lại đọc một câu ở trong một trong những câu chuyện này. Thì người còn lại đoán ra. Từ nói đi. À. Mẹ em rất khéo tay. Mẹ em thích cầm tay. Mẹ em rất khéo tay. Mẹ em thích kiểu tay em. Mẹ em rất khéo tay. Không để lại vết máu. Không để lại vết máu. Ông ý lại vật máu. Không để lại vết máu. Ông ta lại vắt máu. Không để lại vết máu. Oh my god. Không ông. Yeah, chúng tôi bắt tay nhau. Chúng tôi mắc diều hâu. Chúng tôi bắt tay nhau. Chúng tôi bắt tinh nhau. Bắt tay nhau. Xin in the movie. Những bao bột mì. Tự bảo một mình. Những bao bột mì. Tự bảo đội mình. Không. Những bao bột mì. Những bao bột mì. Tôi mở nắp hộp. Tôi mở nắp hộp. Tôi mở nắp hộp. Tôi mở nắp hộp. Dạ. Ông ta cũng thân thiện. Ông ta cũng thân thiện. Đen. Bà nhiệm viên hùng. Ba chiến kính hộp. Bà nhiệm viên hùng. Bà liên đi hộp. Thứ ba là bà liên. Bà liên là bà hàng xóm. Bà nhiệm viên hùng. Oh, bà liên đi hộp không đến. Bà liên go to the club. Tôi dên lên ngán ngẩm. Tôi dên lên cái đầm. Tôi dên lên ngán ngẩm. Tôi dên lên ngán ngẩm. Tôi dên lên ngán ngẩm. Dên lên hai lần. Tôi dên lên ngán ngẩm. Tôi thở dài liên tục. Tôi nhớ Giang. Liên tục. Yeah, Giang to all the Giang out there. Tôi thở dài liên tục. Tớ vẫn nghĩ ra tôi nhớ Giang liên tục. To quá. Một đứa con nhạc đi. Tôi thở dài liên tục. Đầu tôi quay quay. Đầu tôi quay quay. Quay quay. Đầu tôi quay quay. Anh đứng kề vai tôi. Anh đứng kề vai tôi. Anh đứng kề vai tôi. Anh lưng tôi. Anh đứng kề vai tôi. Anh đứng kề vai tôi. Đó là một hầm rượu nhỏ. Đó là một con siêu lớn cái gì. Đó là một hầm rượu nhỏ. Đó là một hầm rượu nhỏ. Đó là một hầm rượu nhỏ. Oh, close enough. Thế mình chơi này 50 Shades of Grey. Tôi thiêu cháy chính bản thân mình. Close enough. Tôi thiêu cháy chính bản thân mình. Cái điều tranh. Tôi thiêu cháy chính bản thân mình. Tôi điều kế chính mình. Tôi thiêu cháy chính mình. Thực hay không thực lại. Thực hay không thực. Tự lại cống tử. Thực hay không thực. Tứ lại cống tử. Đây là chuyện Trung Quốc hả? Thực hay không thực. So bad at this. Quá kém chỗ này.
Stay tuned.